Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chèn nền vào trong một cái file trình chiếu hình ảnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thêm ảnh vào. Đó, chúng ta sẽ thêm ảnh. Đó, chúng ta thêm âm thanh vào. Thêm âm thanh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho hình ảnh vô. Chúng ta kéo nhỏ lại nhé. Kéo nhỏ lại cho dễ. Âm thanh nhựa này nó ngắn quá thì chúng ta có thể cho thêm âm thanh tiếp theo mà nối luôn. Ok. Đó. Bây giờ các bạn thấy là khung hình của chúng ta bây giờ ảnh rồi nó không có hết cái khung hình. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nền để cho nó che cái phần màu đen đi. Bây giờ chúng ta nếu mà các bạn làm ảnh nền một màu á thì cũng được. Thì các bạn sẽ vào phần này, chúng ta sẽ chọn một cái ô vuông này. Đó, và chúng ta sẽ kéo lên cho nó hết màn hình. Đó, bây giờ ấy, làm sao để chúng ta cho cái ô vuông này nó nằm bên dưới của các hình ảnh này, thì chúng ta sẽ bởi vì cái này nó giống như là Photoshop, những thằng ở dưới thì nó sẽ nằm ở dưới và những thằng trên thì nó sẽ nằm ở trên. Thì bây giờ chúng ta muốn chuyển cho cái thằng này, cái nền của chúng ta này nó nằm ở dưới thì chúng ta sẽ chuyển nó xuống trách 1, còn các trách khác của chúng ta sẽ cho nó lên trách trên thì nó sẽ nằm lên trên. Thì bây giờ thì chúng ta có thể thêm trách, chúng ta chọn chuột phải, chúng ta bấm insert track. Đó, chúng ta bấm insert track below. Rồi chúng ta sẽ kéo cái nền này xuống. Đó, các bạn thấy không? Nền nó đã nằm ở dưới cái hình ảnh. Đó. Và chúng ta có thể kéo cho nó dài đây. Dài ra toàn bộ video chúng ta. Kéo ra toàn bộ, dài toàn bộ video. Và chúng ta cắt bỏ phần nhạc dư đi. Đó. Đấy. Ok, các bạn đã thấy là chúng ta đã chèn được nền vào trong cái video. Ok. Khi mà chúng ta chèn nền vào xong rồi thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái màu của nó. Chúng ta thích màu thì chúng ta bấm vào cái nền. Bắt đầu chúng ta sẽ vào cái mục là fill. Đó, chúng ta sẽ chọn màu, với chúng ta chọn màu vàng. Đó thì xuất hiện màu vàng. Thì chúng ta cứ chọn màu vàng này cho nổi này. Ok. Đó. Ok, đấy rồi chúng ta có thể kéo hình ảnh làm sao cho nó đẹp. Chúng ta có thể kéo thu nhỏ lại một chút. Thu nhỏ lại một chút. Đó, ok. Đấy, chúng ta thêm hiệu ứng hình ảnh vào cho nó này. Nếu mà các bạn muốn thêm toàn bộ thì các bạn sẽ chọn toàn bộ.
Rồi các bạn sẽ lựa chọn hiệu ứng nào, các bạn chọn hiệu ứng đó, chúng ta add toàn bộ vào cái hình ảnh đó, thì nó sẽ add toàn bộ cái hình ảnh chúng ta, thì nó chỉ có một hiệu ứng thôi, hiệu ứng nào nó cũng là một hiệu ứng đó, các ảnh nào nó cũng là một hiệu ứng đó. Đấy, cách làm này nhanh, nhưng mà cách làm này thì các hiệu ứng nó cùng một hiệu ứng, các hình ảnh cùng một hiệu ứng thì nó hơi nhàm chán một chút, nên là các bạn làm riêng hơn, có thể chọn riêng từng hiệu ứng để cho nó sinh động hơn. Ok, đấy, ok, đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn nền vào trong video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.